Hello anh em nhé, hiện tại thì ở đây em đang có 5 con máy thanh lý hộ khách. Đây là những con máy em hỗ trợ thanh lý hộ để khách có thể trade in lên đời bên em. Đây giá thì em có thể để công khai ở đây rồi. Anh em có thể nhìn video, xem video và anh em ưng con nào thì anh em có thể eBay luôn cho bọn em. Đấy, ở đây thanh lý hộ ấy, thì em sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là đối với những con máy zin nguyên bản này, hình thức xấu, là những cái con máy này, ba con này là máy zin nguyên bản và chưa thay thế sửa chữa bất kỳ linh kiện gì cả. Nó chỉ bị hình thức thôi, về cái hình thức thôi. Anh em có thể lấy như con này này, đấy, camera các thứ là nó bị chóc sơn hết rồi, viền chắc chắn là nó cũng sẽ bị chóc rồi, bởi vì là cam nó chóc rồi thì viền nó cũng sẽ phải vết chóc đấy. Đấy, như đây là phải vết chóc rồi đấy, như con này đấy, viền cũng thế, viền cũng chóc chóc sơn li ti quanh viền rồi. Đây là hai con 13 thường nhá, đấy, nó là viền nhôm nên là nó bị chóc sơn đấy. Như con này là con 13 Pro Max. Đấy, cũng là máy zin nguyên bản, hình thức xấu, hình thức xấu. Cái này viền thép thì chắc nó bị xước xước, cấn ám như thế đấy. Nó bị ám li ti quanh viền rồi. Đấy, thì những cái con máy này là máy con zin nguyên bản. Bọn em hỗ trợ thanh lý hộ để cho khách lên đời. Trường hợp thứ hai là đối với những con máy đã qua sửa chữa mà khách có nhu cầu lên đời, bọn em vẫn sẽ thanh lý hộ để khách có thể lên đời. Và đương nhiên là những con sửa chữa thì giá nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với những con máy zin nguyên bản. Vì máy zin nguyên bản là nó chưa thay thế sửa chữa bất kỳ linh kiện gì cả, chỉ có hình thức xấu thôi. Anh em nào mà quan tâm đến cái độ zin của máy mà không quan trọng về cái ngoại hình thì anh em có thể lấy những cái con máy này. Đấy, là vẫn là máy zin nguyên bản. Còn những con này ví dụ như là XS vàng 64 này, màn đã ép cảm nhé. Màn đã ép cảm rồi. Con này là thanh lý hộ để cho khách lên đời. Đấy, pin còn 88 này, rất là ok đúng không? Màn ép cảm thì anh em vẫn sử dụng như bình thường, cảm ứng các thứ như bình thường nhé. Bọn em test ok hết rồi, bọn em mới thanh lý hộ. Đấy, 64GB này. Đấy, hay là những cái con này màn cũng ép kính này. Đấy, ép kính rồi, một con ép kính, một con ép cảm. Thì khi mà anh em sử dụng này nó không gặp vấn đề gì cả đâu. Và cũng không hiển thị gì ở trong phần cài đặt các thứ gì đâu. Chỉ có khi mà bóc máy ra thì anh em mới sẽ biết được là những con máy đã ép kính hay đã ép cảm thôi. Còn bình thường khi mà anh em sử dụng các thứ thì anh em cũng không biết rõ đâu. Nên là đối với những con máy thanh lý như này, anh em sẽ mua được một con máy giá rẻ về và sử dụng rất là ok. Đấy, ví dụ như là như bản thân em cũng thế thôi. Em toàn đi săn máy thanh lý của cửa hàng để ví dụ như là phải là mua cho bố mẹ các thứ. Nhưng mà bản thân mình kinh tế mình cũng eo hẹp ấy, nên là mình vẫn muốn những con máy nào mà đời cao một chút. Nhưng mà cái kinh tế của mình ấy, thì mình không đủ mua những con máy zin. Nên là em vẫn thường săn những con thanh lý ở cửa hàng để em mua ví dụ cho người thân, bạn bè các thứ như bình thường. Bởi vì khi mà anh em mua hàng thanh lý ấy, thì bọn em vẫn bảo hành cho anh em. Ví dụ như những con máy thanh lý hộ này ấy, thì em bảo hành 7 ngày, trong vòng 7 ngày nếu mà bất kỳ lỗi gì xảy ra bọn em sẽ bách 100% tiền. Còn có một cái số con máy, ví dụ như máy của cửa hàng đã sửa gì cái thứ, thì bọn em sẽ bảo hành cho anh em trong vòng 3 tháng. Vẫn là bảo hành trong vòng, bọn em sẽ bảo hành trong vòng 15 ngày, nếu lỗi thì sẽ bách lại tiền. Còn trong vòng 3 tháng nếu mà cái lỗi đấy lặp lại thì sẽ được sửa free. Còn những đối với những cái con máy mà thanh lý hộ khách thì bọn em bảo hành trong vòng 7 ngày thôi. Bởi vì là khách người ta cũng sẽ không thể nào mà đợi quá lâu để nhận cái số tiền đấy được. Bởi vì là bọn em thanh lý hộ như này ấy, khi mà khách có nhu cầu mua máy là khách sẽ phải bỏ tiền ra để mua một con máy mới. Và nhờ thanh lý hộ những con này thì bọn em thanh lý hộ xong, sau 7 ngày anh em sử dụng ok hết rồi và không có vấn đề gì xảy ra thì bọn em sẽ trả lại tiền cho khách hàng. Đấy, chứ bọn em không giữ lại tiền làm gì cả. Cái này em thanh lý hộ thôi và em cũng không được một đồng công, đồng lãi hay đồng phí gì nào đâu. Bọn cái này là em thanh lý hộ công khai ở trên page. Nên là đấy, đối với những anh em nào mà có nhu cầu lên đời, muốn trade in các thứ thì anh em nếu mà trade in lên đời ấy mà đủ điều kiện thì bọn em sẽ thu vào 90% giá bên em đang bán. Đấy là đối với máy ngoài. Đấy, còn đối với máy của cửa hàng thì sẽ thu vào 100% giá bán lẻ. Còn đối với những con máy mà không đủ điều kiện như này thì bọn em sẽ nhận thanh lý hộ như này. Thì nếu mà anh em có nhu cầu lên đời trade in các thứ thì em có thể mang sang để bọn em có thể kiểm tra tất cả mọi thứ và xem thanh lý hộ được bao nhiêu thì vẫn đang công khai như này thôi. Đấy, còn anh em nào mà quan tâm đến những con máy thanh lý như này thì anh em có thể để lại comment ở phía dưới thì sẽ có nhân viên này chụp hình, quay video chi tiết các thứ cho anh em để anh em có thể lựa chọn cho mình một con máy phù hợp nhá. Ok, cảm ơn anh em.